Xin chào anh em, hôm nay lồng chim Minomix sẽ giới thiệu cho anh em 4 mẫu lồng chào màu vuông không trụ, tre cực già, bo gốc, rất là đẹp, rất là độc. Hiện rất là hot hiện nay nha mọi người. Đây, từ trái qua phải, số 1, số 2, số 3 và số 4. 4 cái mẫu đầu lồng này á thì thoạt nhìn thì nó có vẻ giống giống nhau, nhưng nhìn kỹ thì nó cũng khá là khác nhau. Thì cái điểm giống nhau của 4 cái lồng này đó là đều là lồng vuông chào màu không trụ, bo gốc nha mọi người. Bo gốc là cái này nè mọi người. Mọi người nhìn cái gốc của nó là gốc bo nè, chứ không phải là gốc cạnh như là các cái mẫu lồng bình thường. Đó, tất cả đều là bo gốc. Rồi, hiện 4 cái mẫu này á, đang có sẵn tại lồng chim Minomix. Thì mọi người quan tâm cứ liên hệ với bên lồng chim Minomix nha mọi người. Website là minomix.com, còn cái fanpage là lồng chim Minomix. Rồi, bây giờ em sẽ đi vô chi tiết cái điểm khác nhau đi. Nói điểm giống nhau rồi. Đây là cái lồng số 1. Cái lồng số 1 em gắn là cái móc sóng châu chống xoay của Trung Quốc, kết hợp với lại cái chao bằng đồng thau của Trung Quốc luôn. Rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng nha mọi người. Đây, nhìn kỹ cái dàn móc nè. Móc tàu, chao tàu, ốp tàu, nhìn rất là đẹp. Còn đây là cái mặt trên của cái lồng số 1. Mọi người nhìn kỹ, đang nan khít, rất là chi tiết, rất là kỹ. Hàng rất là đẹp nha mọi người. Đây. Đó. Đây là cái mặt cửa trước nè mọi người. Cửa chạm luôn. Đó. Rất là đẹp. Đây là cái mặt nạ. Mấy cái lồng này là đều tháo được đáy nha mọi người. Đây, mọi người gỡ các cái nẹp này ra thì mọi người sẽ dỡ được cái đáy lên. Đây là bo gốc nè, cái điểm đặc biệt và cũng là cái điểm rất là đẹp của cái lồng này. Đó, cái viền của gốc này có chạm luôn. Rất là đẹp. À, cái lồng này á, thì là lồng đấu cho nên em bố trí sẵn là một cầu thẳng và hai cầu gốc, hoặc là ai thích hai cầu thẳng luôn thì cũng có luôn cho mọi người nha. Đây, rất là đẹp nha. Đây là bờ nè. Một mặt bên hàng siêu kỹ, siêu đẹp. Đó là cây số 1, cây số 1 nói hơi dài. À. Cây số 2 thì hình thức cũng tương tự như cây số 1, cũng là lồng đấu. Lồng đấu thì cái form nó hơi thấp, cao 40 thôi, ngang 36, cao 40 thôi mọi người. Tre rất là già. Cây này thì khác một chút là chân, cửa, chạy chỉ. Rất là đẹp, vừa bo gốc vừa chạy chỉ, rất là tinh xảo. Các cái viền cũng đi chỉ luôn, rất là đẹp nha mọi người. Đây là cái phần cửa, quá đẹp. À, hình thức cũng khá là giống nhau. Cây này giá mềm hơn cái cây bên này chút xíu là tại vì cái chao này là cái chao tre luôn, full tre Việt Nam luôn. Nó mềm hơn là cái cây bên này là đi chao Trung Quốc. Đây, móc cũng móc chống xoay rất là đẹp. Rồi, cây số 3 này thì hình thức nói chung là nó y ken cây số 2, từ chân nó chỉ khác nhau là cao thôi, chiều cao với lại một cây đấu, một cây phong thường thôi. Rồi, cây số 3 này khá giống cây số 2 nên em cho qua nhanh. Cây số 4 này thì em gắn móc rồng nha mọi người. Móc rồng đồng thau đốt chúc, kết hợp với lại nằm vuông này. Nóc chữ thập cũng đang nan khít luôn, cũng bo gốc, những bi viền. Các cái viền này đều đi bi hết. Cây này bo gốc nhưng mà có khe rút nha mọi người, khác nhau một chút xíu. Đây, chân dơi, bo gốc cũng khá là đẹp, viền bi. Nhưng mà cây này là có khe rút. Có khe rút là mọi người dỡ cửa, dỡ cái mặt hở phù là đẩy được cái khe này ra nha. Rồi, clip này khá dài, em giới thiệu sơ sơ về 4 cái mẫu lồng vuông chào màu không trụ, bo gốc, tre cực già, cực đẹp, hàng sẵn có tại lồng chim Minomix. Thì mọi người quan tâm có liên hệ trực tiếp với website minomix.com hoặc là fanpage lồng chim Minomix nha mọi người. Rồi, xin cảm ơn mọi người.